Nên là chốt trên cái cầu, đầu cầu đấy bạn. Rất nghiêm ngặt. Ra thì được thôi các bạn, nhưng mà vào thì không được. Vào cái khu vực vùng cõi rất khó khăn các bạn, vì an ninh được giữ tuyệt đối. Dân ở trong đây mới được vào các bạn ạ. Yeah,